Thưa quý vị, thời điểm này khi hầu hết các nông sản chủ lực của Việt Nam đang bước vào chính vụ, cũng là lúc ngành nông nghiệp đang đối mặt với áp lực lớn tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động xúc tiến thương mại và các nỗ lực nâng cao chất lượng, giá trị nông sản sau thu hoạch được khuyến nghị có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm tải những áp lực này. 5 tháng đầu năm 2024, sản phẩm nông sản của Hà Nội tiếp tục là nhóm có mức tăng trưởng cao nhất trong 11 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội. Tuy nhiên, ngành công thương thủ đô vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt khi nhiều sản phẩm nông sản đang bước vào giai đoạn chính vụ. Đây hầu hết là các sản phẩm mùa vụ ngắn ngày, nếu không sớm có các giải pháp thương mại kịp thời sẽ khiến doanh nghiệp và người nông dân chịu thiệt hại nặng nề. Đề nghị là Bộ Công Thương thông tin sớm về các cái hội chợ thường niên uy tín theo cái lĩnh vực cụ thể của ngành công thương, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai các cái công tác giao thương kết nối các doanh nghiệp của Việt Nam đối với các cái doanh nghiệp và các cái đối tác nước ngoài, và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại tại các địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực xuất khẩu. Không chỉ Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp địa phương khác trong cả nước cũng đang rất mong chờ vào các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại từ Bộ Công Thương nhằm giảm tải áp lực tiêu thụ. Tôi cũng hy vọng là qua cái tầm xúc tiến thương mại của bên Bộ Công Thương này thì chúng tôi sẽ tiếp cận được những nhà nhập khẩu chính xác. Ví dụ như là Dubai, UAE chẳng hạn thì mình vẫn chỉ tiếp cận được với các nhà thương mại Ấn Độ là chính, chứ cũng chưa tiếp cận được với chính xác cái thị trường đó. Cho nên là cái việc xuất khẩu vẫn đang có nhiều rào cản. Cả về giá, kể cả về thời gian, kể cả về chất lượng sản phẩm nữa. Theo đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, hiện cơ quan này đang đẩy mạnh chương trình kết nối giữa thương vụ Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu chủ lực với các địa phương, kịp thời nắm bắt các yêu cầu và thay đổi chính sách cũng như xu hướng tiêu dùng mới. Các doanh nghiệp địa phương cần phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thiện yêu cầu theo hướng dẫn của Cục và các thương vụ để kịp thời nắm bắt, chớp cơ hội kết nối thành công với khách hàng quốc tế. Tăng cường các xin kiến nghị đối với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng trái cây. Thứ nhất là nâng cao giá trị của trái cây mùa vụ, bổ sung các sản phẩm chế biến như là trái cây khô, bột trái cây, sản phẩm đóng hộp và có thể tiêu thụ quanh năm, có cái thời gian bảo quản lưu trữ lâu. Thứ hai là ứng dụng công nghệ mới để kéo dài thời gian bảo quản trái cây. Ví dụ như là cái công nghệ đưa trái cây vào trạng thái ngủ đông, bảo quản tế bào sống để sử dụng chế phẩm sinh học, màng bọc, chất bảo quản cho phép kéo dài tuổi thọ trái cây. Thứ ba đó là xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai bài bản, đồng bộ, có điểm nhấn và các tiêu chí công tác quảng bá xúc tiến thương mại trái cây mùa vụ. Nông sản là hàng hóa có tính chất mùa vụ cao. Đây là các sản phẩm có thời gian bảo quản rất ngắn. Nếu không được xử lý kịp thời, không có công nghệ bảo quản, kho lưu trữ thích hợp và không có nơi tiêu thụ thì sẽ hư hỏng, gây thiệt hại lớn. Trong khi hiện nay, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phục vụ thu hoạch, bảo quản, lưu trữ của các địa phương và doanh nghiệp vẫn còn yếu và thiếu. Do đó, nếu không có sự chuẩn bị tốt về khâu xúc tiến thương mại, thì các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực lớn về tiêu thụ sản phẩm.